Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng. Và có một cái thông tin mình mới đọc báo thì mình biết được là Hà Nội sẽ đề xuất là cấm bán thịt chó trong 3 năm tới, tức là năm 2021. Và có những rất nhiều ý kiến trái chiều về cái việc này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó là cấm bán thịt chó thì sẽ như thế nào. Ok. Nữa, Hà Nội sẽ cấm bán thịt chó. Chi cục trưởng Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết dự kiến 3 năm nữa thì khoảng năm 2021 thì sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành của Hà Nội. Và mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo. Và ngoài ra thì Chi cục trưởng Thú y Hà Nội là Nguyễn Ngọc Sơn cũng cho biết đơn vị này sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo với thành phố về lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó. Và cụ thể dự kiến từ 3 đến 5 năm nữa vào khoảng năm 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội. Với khu vực ngoại thành thì ông Sơn cho rằng cần thời gian để tuyên truyền do những cái nơi này có nuôi chó thả rông rất là nhiều và khó quản lý và còn liên quan đến thói quen tập quán của người dân trong việc sử dụng thịt chó làm thực phẩm. Trao đổi với báo chí thì Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết rằng cá nhân ông hoàn toàn ủng hộ cho kế hoạch này. Và tuy nhiên thì theo ông Học thì thịt chó là món ăn truyền thống và trở thành thói quen của nhiều người dân để thực hiện như kế hoạch của thành phố Hà Nội là rất là khó. Ông Học đặt ra cái vấn đề là nếu kiểm soát được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động buôn bán văn minh thì vẫn sẽ có rất là nhiều người ăn thịt chó. Và cá nhân tôi thì cũng ăn thịt chó chứ không phải là không ăn. Và tất nhiên thì tôi ăn rất là ít, một năm chỉ ăn 1 đến 2 lần thôi, ông Học chia sẻ. Và Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết rằng để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó thì thành phố cần phải có lộ trình thực hiện chứ không thể là bắt buộc được ngay. Và thành phố cùng các đơn vị liên quan cần phải tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân từ bỏ cái thói quen này. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội là Tạ Văn Tường thì cũng cho rằng từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo là xu thế văn minh và để tránh cho người dân mắc các bệnh truyền nhiễm như là dại, xoắn khuẩn và tả. Cấm là sẽ áp đặt. Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng việc ăn uống, ở, mặc là quyền của người dân, nếu cấm thì sẽ không đem lại kết quả. Nếu đem ra cấm thì sẽ cảm thấy là hơi áp đặt. Văn bản của Hà Nội đưa ra không phải là khuyên răn mà là một đưa ra một cách rất là đột ngột. Tại sao bảo người ta không ăn thịt chó, họ chỉ kiêng ăn những ngày đầu tháng, còn cuối tháng thì ăn là có lợi, ông Chất bày tỏ. Và ông Chất nêu quan điểm văn bản của thành phố Hà Nội đưa ra là chưa được hợp lòng dân khi có những người vẫn đang say sưa với thịt chó. Trước đây cũng có những lãnh đạo ra hòn quán chợ Bắc Qua ăn thịt chó chấm mắm tôm, đó cũng là cái thú vị. Ông Chất nói và cho rằng lấy lý do như là vì chó dại mà cấm ăn thịt chó đó chỉ là việc không chuẩn. Ông Chất cho rằng thành phố Hà Nội dự kiến cấm các quán thịt chó thì khi đó vẫn tồn tại cảnh cấm quán này thì người ta sẽ ăn kiểu quán khác và cuối cùng thì vẫn không đem lại kết quả gì. Và hiện nay thì theo một cái thông tin khảo sát thì trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng là 493.000 con chó mèo và có trên 1.000 điểm kinh doanh chó mèo thương phẩm giết mổ chó mèo và 15 cơ sở kinh doanh chó mèo cảnh. Và từ đầu năm đến nay đã có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại ở các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên và Sóc Sơn và 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với bệnh dại tại huyện Bắc Từ Liêm và quận Hoàng Mai. Và theo thành phố Hà Nội thì việc kinh doanh giết mổ và sử dụng thịt chó mèo đã tạo ra những phản cảm đối với khách quan tham gia du lịch, du khách quốc tế sinh sống và làm việc tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô văn minh và hiện đại. Và ngoài ra những người tham gia giết mổ và sử dụng thịt chó mèo còn có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như là bệnh dại, tả, xoắn khuẩn. Đó là cái câu chuyện ở Việt Nam và nó ở trong kế hoạch. Nhưng còn ở trên thế giới thì cũng có rất nhiều quốc gia có sử dụng thịt chó. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cái bài viết là nói chuyện thịt chó ở cái xứ người. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo trên địa bàn thành phố. Và theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì việc kinh doanh giết mổ và sử dụng thịt chó nó gây phản cảm đối với du khách quốc tế và ảnh hưởng đến hình ảnh của thủ đô
Hà Nội là một thủ đô văn minh và hiện đại. Nhưng ngoài Việt Nam thì còn rất nhiều nước nổi tiếng với thú ẩm thực từ thịt chó, và Hàn Quốc là điển hình. Và người dân không phải không có lý do khi viện vào quyền được tiêu dùng món mộc tồn tồn tại từ hàng ngàn năm truyền thống. Và nhưng cái lĩnh vực ẩm thực lại được coi là dễ tác động nhất trong cái thời đại hiện đại hóa toàn cầu. Và ước tính chỉ 1/10 trong số 48 triệu người Hàn Quốc ăn món này một lần mỗi năm. Và người Ai Cập cổ đại thì đã có công thuần hóa giống chó mèo trước đây thì chừng là khoảng 6.000 năm, và để hôm nay chúng có khắp mặt khắp nơi trên cuộc sống của chúng ta, bất kể là ăn vụng trong bếp, quấy phá trên mái tôn hàng xóm giữa mùa đông động đực, hay là chiếm chỗ của khách hàng trong các quán cà phê chó mèo. Người bạn thân thiết cũng phải vào nồi. Đối với 30% cư dân trái đất, mèo đã trở thành một người bạn thân thiết. Nhưng loài mèo khá là ưng bướng và chúng đã không thích là không thèm ngó ngàng đến chủ, gọi cũng chẳng thèm quay lại, gừ gừ và khoan khoái được vuốt ve, và chúng có thể cào cho chúng ta toé máu. Và chó thì lại khác, chúng nghe lời tăm tắp khi cảnh sát dẫn đi bắt cướp. Chúng hy sinh cứu chủ và chăm sóc trẻ con. Chúng lùa cừu và săn thú. Chúng kéo xe trượt tuyết ở Nam Cực và làm vật thí nghiệm trên tàu vũ trụ. Và theo các nhà khoa cổ học thì chó được thuần chủng cách đây từ 15.000 đến 100.000 năm, và quá lâu đã trở thành người bạn thân thuộc với con người ở khắp mọi nơi trên châu lục. Ở Hàn Quốc cũng thế, tuy nhiên thì đây là một trong những nước đang nghiêng ngả giữa truyền thống ẩm thực và cái làn sóng hội nhập. Và nếu xem xét riêng cái món thịt chó thì cho đến nay thì quốc gia này tiêu thụ thịt chó ở mức kỷ lục trên 2 triệu con mỗi năm. Và theo điều tra của tổ chức tư nhân là Hope for Angels thì tình trạng ở miền đất từ làng Bàn Môn Điểm đến phía Bắc thì có lẽ cũng là tương tự. Và mới đây thì có vụ một người Hàn Quốc ăn trộm một con chó cảnh giống Chihuahua của hàng xóm, do say rượu nên ác thủ đã bị cháy áo khi nướng con chó. Nhờ vậy lính cứu hỏa đến hiện trường đã tình cờ phát hiện ra cái vụ phạm pháp đình đám này và bỏ qua cái hành vi trộm cắp. Cũng phải nói thêm rằng cái việc ăn thịt chó ở Hàn Quốc là hẳn là không bị lườm huýt, nhưng những người có tư tưởng dân tộc còn coi đây là phong tục quý, chẳng khác gì khi người Nhật xơi cá voi hay là người Đức ăn phô mai phơi nắng hồi rình. Ở thủ đô Seoul thì có một hiệp hội nhà hàng với 1.500 thành viên, số liệu năm 2005, và luôn đấu tranh cho quyền được bán đặc sản thịt chó. Và hãy chấm dứt ngay cái việc phương Tây ra quy định cho chúng tôi trên bàn ăn và coi chúng tôi là mọi rợ, người phát ngôn của người hiệp hội gay gắt trả lời trực tiếp với cựu diễn viên Brian Braudot sau khi nghe bà phát ngôn xúc phạm. Đồng lòng từ trong bếp, hai miền Nam Bắc như ta đã biết là nước với lửa trên bình diện chính trị, song chắc hẳn sẽ có sự nhất trí cao về ăn uống. Ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên thì có một nhà hàng đặc sản là cây tơ, và bếp trưởng là Ryu Rong Mok không chỉ là chuyên gia bên chảo mà còn là nhà nghiên cứu đông dược. Và theo nhận định của ông thì món thịt ngọt này thì làm da phụ nữ mềm mại và trị chứng khó tiêu và chứa nhiều vitamin A, B. Hàn Quốc thì với lượng du khách đông đảo rất là bội và thường dè dặt hơn trong quảng cáo cái món hồn quốc túy. Và xong ở đây thì không ai tranh cãi về cái tác dụng làm đẹp hay là cường dương của thức ăn dầu đạm như là thịt chó. Và để đừng để ai hiểu lầm thì người Nam Hàn rất là quý chó, và chó cảnh bình thường ở đây thì có giá từ một vài tháng lương trở lên. Và câu lạc bộ người yêu chó có hơn 2 triệu thành viên, và giống chó nội địa Rindo được yêu quý và coi như là bảo vật quốc gia. Và ở Seoul thì thường có các cuộc thi chó đẹp, nhiều cửa hàng chăm sóc chó và có cả một cái tiệm cà phê về chó. Nhưng cuộc đời chó má ở nước này thì cũng có góc tối. Cứ xem như ở các nước phương Tây có quy định khá là chặt chẽ về các lò mổ, thì trên đường đến đó thì bò lợn phải được nghỉ giữa đường và ăn uống nước tử tế, và đồ tể phải đánh thuốc mê bằng súng điện trước khi cắt tiết. Vì vậy người phương Tây phát hoảng khi nghe về cách người Nam Hàn làm thịt chó. Hình như là chó bị buộc chân treo lên và hành hạ bằng điện để tiết ra cái nội tiết adrenaline làm cho thịt chó nó mềm hơn, và sau đó người ta không cắt tiết mà thu luôn con chó còn đang sống. Rất là man rợ. Và dù có tin đó là đúng hay là sai thì cũng phải nói nốt cái nửa kia sự thực là Hàn Quốc có những trại nuôi chó chỉ để làm thịt, như là những cái trại nuôi bò, nuôi gà. Có thể nhà chức trách không hẳn là phấn khởi khi biết, song không có luật nào cấm. Như là nói thì khoảng 10% dân số Hàn Quốc ăn thịt chó một lần trong năm. Và ở 6.000 nhà hàng toàn quốc thì thịt chó thường được chế biến thành món Pochintan, tức là nướng kèm rau với gừng, giấm, vừng, hoặc là hầm thành canh.
lo giữ thể diện cấm bán thịt chó. Châu Á còn một số cái nước đưa chó lên làm thực đơn như là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Và ngoài cái việc tác dụng là ăn no bụng thì chó được khen vì nó có nhiều công dụng bồi bổ cho sức khỏe và hạ huyết áp. Tuy nhiên rất khó tìm được cái chứng cứ khoa học và thịt chó thường chỉ gây phản cảm ở một số ít người. Riêng ở Hàn Quốc thì sau vụ bị vận động tẩy chay vị trí chủ nhà của World Cup túc cầu, chính phủ có vẻ lo ngại trước thềm Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Bình Dương trong 2 tháng tới và hiện đang có một lệnh cấm bán công khai theo kiểu đóng cửa vào nhau. Và ít nhất thì khi chợ thịt chó to nhất ở Seongyeonnam, phía nam Seoul bị đóng sau khi có đơn của Tổng cục Du lịch gửi chính phủ. Tầm vóc của một quốc gia được đánh giá qua cách đối xử với thú vật. Và xưa nay thì người ta có thể ra chợ Morgan lựa chó sống rồi xem đồ để xử lý tại chỗ. Năm 2016 thì đây là chỗ tiêu thụ hơn 80.000 con chó và dễ hiểu là các cửa hàng thịt chó phản đối rầm rầm và ít nhất thì họ được bồi thường một khoản và với số tiền đó thì họ đổi mặt hàng và tranh thủ tân trang cửa hàng để đợi trở lại ngày trở về sẽ lợi hại hơn xưa. Và Hàn Quốc là nước duy nhất nuôi thịt chó quy mô lớn, các trại nuôi chó thường lợn khuất trên núi, thậm chí là ở cả dưới lòng đất. Và có vẻ như tương lai của ngành này thì không được sáng sủa cho lắm. Và trong các hiệu thịt chó đã thấy rất là nhiều các thịt đơn về thịt cừu và thịt dê. Lee Yahong, người đấu tranh bảo vệ thú vật thì cho rằng Hàn Quốc nên học Trung Quốc. Và trước Olympic năm 2008 thì người ta đã đóng cửa hàng loạt các quán thịt chó vì sợ mất khách và hạn chế mở lại. Và kết quả là Bắc Kinh ngày hôm nay thì đã rất là ít các cái nhà hàng về cấy tơ và nếu có thì cũng nhập khẩu nguồn thịt chó chính là đến từ Hàn Quốc. Thực sự cái câu chuyện mà cấm bán thịt chó nó liên quan khá nhiều các cái câu chuyện thứ nhị. Đó là cái việc mà ăn uống lựa chọn món ăn như thế nào là quyền tự do của mỗi công dân. Và khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra cái văn bản quyết định là sẽ cấm trong vòng 3 năm nữa thì cũng sẽ rất là nhiều người phản đối. Và còn nói về các cái truyền thống về văn hóa ẩm thực thì thịt chó thì nó là món ăn rất là lâu đời rồi. Người ta gọi là món mộc tồn, nó gọi là một ngày xưa còn có cái tên gọi vui là vitamin go go chẳng hạn. Và cái việc ăn thịt chó đặc biệt là với các anh nam, có thể là cuối tuần này hay là mình có cái dịp tụ họp bạn bè này, ăn thịt chó nó coi như là một cái gọi là cái bữa gọi là giao lưu hay là đi mời nhau hoặc là cảm ơn nhau thì người ta lại hay mời một bữa nhậu thịt chó. Và cho đến ngày nay thì khi giới trẻ ở Việt Nam bắt đầu xu nhập các cái xu hướng của châu Âu, người ta coi trọng thịt chó mèo là những người bạn thân thiết và cái việc ăn nó được xem là một cái hành vi gọi là vô cùng dã man. Nhưng mà nếu mà xét theo một cái góc nhìn từ rất là xa xưa, từ thời những ngày mà Việt Nam còn rất là gian khó, có được cái miếng ăn nó rất là khó rồi, chưa nói bây giờ thì cuộc sống nó đã quá hiện đại, đầy đủ vật chất rồi thì người ta đã cảm thấy dư thừa về những cái thứ thức ăn hàng ngày. Và thêm vào nữa thì có một nguồn thông tin cho rằng ăn thịt chó sẽ bị bệnh gút. Thì theo ý kiến cá nhân của mình thì cái việc cấm như này, mình nghĩ rằng cấm nó sẽ rất là khó. Nó là một cái hình thức rất là lâu đời rồi. Có chăng thì cấm thì mình nghĩ rằng cái thời gian mà để cấm được hoàn toàn thì nó mất một cái thời gian rất là dài. Ví dụ ngày xưa Việt Nam đã có từng gọi là cấm bắn pháo đúng không? Nhưng mà bây giờ cho đến ngày nay thì mà mình cấm, nó phải cấm từ năm 1900 bao nhiêu mình không nhớ. Nhưng mà đến ngày nay thì mình thấy một số cái vùng quê đến các cái dịp Tết người ta vẫn thấy người ta bắn pháo hoa, người ta bắn các cái pháo bình thường ở Hải Dương, ở Hải Phòng vẫn thấy bắn. Có thể cấm đấy nhưng mà việc quản lý thì nó cũng phải là mạnh ở cái khâu tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu là vì sao lại cấm, cấm cái này thì người ta được cái gì và người ta được cái gì thì người ta mới phải làm theo, chứ không phải là cứ áp đặt là tao muốn cấm thì tao cấm còn chúng mày không được ăn. Đấy, nó là như thế. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip ngày hôm nay, chúng ta nói về cái chủ đề việc cấm bán thịt chó ở Hà Nội như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok, xin chào lại trong các video tiếp theo.